Thưa kỹ sư Phạm Văn Phước, là qua quá trình công tác và nghiên cứu thực tế trên đồng ruộng, thì kỹ sư có thể cung cấp rõ hơn cho bà con nông dân về thời gian hạt bông cỏ có đuôi vụn và lúa cỏ có thể lưu tồn trong đất được bao lâu, và miên trạng như thế nào mà cỏ có thể mọc từ vụ này qua vụ khác, từ năm này qua năm khác? À, cảm ơn Quỳnh Loan và cảm ơn cái phần câu hỏi nó rất là hay mà bà con mình đang quan tâm á. Và bà con mình thấy một điều là cứ năm nào như năm đó thì xuống giống xong thì người ta phun thuốc cỏ, nhưng mà qua năm sau hoặc là thậm chí hết vụ đó thôi, người ta chưa xạ lại cỏ là mọc tiếp tục nữa. Thì vấn đề này người ta thấy là tại sao mình phun nhiều năm vậy mà cái cỏ nó vẫn còn. Thì nó có mấy yếu tố thôi bà con. Thứ nhất là người ta nói về cái độ miên trạng của nó. Thì rất là nhiều tài liệu người ta nghiên cứu thì người ta thấy là cái sức sống của hạt cỏ rất là mạnh. Có tài liệu thì ghi 1 năm, thậm chí 2 3 năm, và có những tài liệu ta ghi khoảng hơn 10 năm. Nhưng mà cái này thì nó còn phụ thuộc vào nhiều cái giống cỏ, và đặc biệt như là cái độ kháng của nó qua nhiều năm và nhiều vụ. Thì bà con mình thấy á, thứ nhất cái độ miên trạng là gì? Thì khi một cái bông cỏ nó trổ ra thì không phải lúc nào cũng nảy mầm cùng lúc bà con. Có thể là những hạt nảy mầm liền, một số hạt trên bông á thì nó sẽ nảy mầm chậm hơn. Nhưng mà trong thực tế á, bà con mình thấy cái điều dễ nhất là người ta thấy rằng khi mà người ta mỗi lần mà nạo vét kinh mương nội đồng của mình đó, khi mà người ta múc một cái đất sình ở dưới mương, ta thảy lên bờ ruộng thì ở đó nó khô lại chừng vài ba ngày thôi, thì thấy cỏ mọc đầy hết. Thì cái hạt cỏ là dĩ nhiên nó nằm lưu tồn trong đất, nhưng mà lưu tồn trong đất như thì nó kể cả trong dưới mà cái mương sâu á nó vẫn tồn tại được, và nó tìm ẩn cái sức sống rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là tại sao mà cỏ mà diệt hoại nó không hết, thì thứ nhất là cái hạt cỏ nó rất là nhiều bà con, chỉ cần một cái bông cỏ đu phụng là trên một miếng ruộng có thể là người ta quản lý rất là triệt để, chỉ cần một vụ đó người ta cho mướn đất một anh nông dân khác, thì khi nông dân nó canh tác mà chỉ cần sót lại thôi thì miếng ruộng nó phải mất đi khoảng chừng vài năm, thậm chí là 10 năm sau chúng ta vẫn còn cái hạt cỏ nó lưu tồn trong cái quỹ đất đó. Và cái thứ ba là khi bà con mình á, trong cái giống là điều quan trọng nhất, bà con mình quên yếu tố lây lan là từ giống. Và khi bà con mình chọn những giống mà không chất lượng á, thì những ví dụ mình chia giống một anh nông dân ruộng kế bên hay là ở xa hơn gì đó, mà trong cái giống đó còn cái quỹ hạt cỏ trong đó thì nó vẫn tiếp tục lưu tồn ở trong đất của mình, thì nó làm cho cái sức sống hạt cỏ nó từ nhiều nơi, một là trong cái hạt đất, hai là trong giống, thứ ba là cái ruộng kế bên có thể là lây lan qua đường cơ giới. Thành đó là lý do bà con mình thấy là cái quản lý cỏ nhiều năm nhiều vụ mà nó tiếp tục nó vẫn còn hoành hành. Nhưng cái này nó cũng dễ thôi bà con, không phải là khó lắm. Thì trong bà con mình chịu khó là chúng ta phải đối phó với nó phải nhiều năm nhiều vụ, chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp. Thứ nhất về canh tác thì bà con mình làm sao đất phải bằng phẳng, và chúng ta tạo những cái kinh rãnh thoát nước, khi cần mà chủ động lên nước thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì cỏ sẽ lên, nước sẽ lên đều hết, chúng ta là phủ được tất cả những cái nơi mà cao nhất của ruộng. Cái thứ hai là trong giống chúng ta làm sao phải triệt để là phải giống xác nhận và được đảm bảo cơ quan chức năng là nó sẽ thấp nhất cái độ lẫn tạp trong đó. Và cái thứ ba là chúng ta cùng nhau cộng đồng là kế bên chúng ta là cũng vận động bà con mình cùng nhau mình sử dụng những cái thuốc nào mà triệt để tránh tình trạng là ruộng bên đây nó lây lan qua ruộng bên kia. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta giúp cho bà con mình sẽ quản lý cỏ dại tốt hơn cho đồng ruộng ạ. Vâng, xin được cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Phước với những thông tin chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi.